Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Phan Công Phượng TV. Nhân dịp xuân về Tết đến, năm Quý Mão 2023, mình kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình một năm mới được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn. Hôm nay ngày 27 Tết, trên đường đi mình thấy hoa trưng bày hai bên đường đẹp quá, mình quay chia sẻ cho các bạn xem. Lội qua hết bạn ơi, qua dòng họ, qua cúc, qua mồng gà rất đẹp. Dự bán bông này nằm kế mặt tiền, rất thuận tiện buôn bán các bạn. Đây là hoa cúc mâm xôi này các bạn, đẹp rực rỡ. Còn ở phía trong là hoa cúc, hoa dạng thọ. Mình xin phép dừng video tại đây. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ.